Sáng nay, Ngân hàng Bản Việt chính thức khai trương đơn vị đầu tiên tại tỉnh Hưng Yên, Bản Việt Hưng Yên, nâng tổng số điểm kinh doanh của Bản Việt lên 110 đơn vị tại 31 tỉnh thành trên cả nước. Ngân hàng Bản Việt Hưng Yên có địa chỉ tại số 575 Nguyễn Văn Linh, phường An Tảo, thành phố Hưng Yên, với chiến lược kinh doanh bán lẻ phục vụ cộng đồng người dân và doanh nghiệp SME tại các địa bàn trọng điểm, dựa trên các trụ cột là linh hoạt, địa phương hóa, hiện đại hóa. Trong thời gian qua, Ngân hàng Bản Việt đã liên tục mở rộng hiện diện tại nhiều tỉnh thành để cung cấp các giải pháp dịch vụ ngân hàng linh hoạt, hiện đại, phù hợp với cộng đồng dân cư, doanh nghiệp SME nơi Bản Việt hoạt động. Ngân hàng Bản Việt được thành lập năm 1992, trải qua 30 năm phát triển, đã và đang tạo dựng vị thế vững chắc trên thị trường tài chính và mang đến sự hài lòng cho khách hàng, đối tác, cổ đông. Với định hướng tăng trưởng bền vững chất lượng dựa trên nền tảng đã xây dựng được, Ngân hàng Bản Việt tiếp tục theo đuổi mục tiêu trở thành ngân hàng bán lẻ đa năng, hiện đại, hướng đến khách hàng, đặc biệt là khách hàng cá nhân và khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ. Trong giai đoạn chiến lược 2021-2023 của mình, trong năm 2022, ngân hàng vinh dự đón nhận 4 giải thưởng quốc tế, ngân hàng có ứng dụng công nghệ tiên tiến nhất, ngân hàng chuyển đổi số tốt nhất, ngân hàng số có nhiều cải tiến nhất và ngân hàng có sáng kiến về giải pháp thanh toán và ngân hàng di động của năm tại Việt Nam, cùng hàng loạt các giải thưởng uy tín trong nước.